Đây là to thuốc, một chút xíu nữa anh ra ngoài quầy anh mua. Tôi cũng nói tình trạng của anh luôn, là anh bị suy nhược cơ thể, nên anh cần phải uống nhiều thuốc bổ và ăn uống đúng giờ. Vậy hả? Hết đơn này thì anh nên quay lại để tôi kiểm tra lại cho anh. Nhưng mà tôi bây giờ á, bác sĩ biết không, tôi uống nhiều rượu bổ lắm có được không? Thuốc là thuốc, rượu là rượu. Dù cho anh uống rượu bổ tới cỡ nào thì cũng nên uống có chừng mực thôi. Chứ mà anh uống nhiều quá sẽ có tác dụng phụ đó nha. Bởi vậy tôi khuyên anh nên uống thuốc, bỏ rượu đi. Dạ được rồi. Con làm gì nè đó? Làm vậy mới đẹp con ha. Nè, đó, dễ thương không? Rồi, làm tiếp đi nè. Dạ. Đi tắm con. Dạ. Ý, à, ba về kìa Biên. Ba về. Vô đây. Bữa nay hai chị em chơi với nhau có ngoan không? Dạ ngoan. Giỏi lắm. Sao hôm nay anh về trễ vậy? Ừ, anh ăn cơm chưa? Hôm nay sếp Phú tự nhiên bị xỉu, anh phải đưa ông vô bệnh viện. Xong rồi đưa ông về nhà, bà Hằng đãi cơm luôn. Bác sĩ nói sao anh? Ờ, ông bị suy nhược cơ thể thôi. Mà em thấy lạ không? Anh thấy vụ này nó sao sao á. Không biết bà Hằng có bày trò gì cho ông uống cái rượu gì á, chứ không phải là rượu bổ đâu. Anh nghi lắm mà không dám nói. Đúng là đàn bà dễ có mấy tay. Ờ, Biên. Dạ. Qua đây, mày đi tắm chưa? Dạ. Ờ, em. Hả? Em chưa có khỏe mà, cứ ngồi đi nghỉ ngơi đi. Thôi, để em tắm cho con đã. Anh đã nói cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Nhiên. Em tắm của Biên thay dịp giùm anh nha. Anh. Em, cổ đau chân như vậy, đứng lên đứng xuống tắm cho cô Biên cực lắm. Em cứ giúp cổ giùm anh nha. Anh làm gì kỳ vậy? Chị Nhiên có nhiều việc phải làm lắm. Cái chuyện này là chuyện cá nhân, không lẽ em không làm được? Làm vậy em cảm thấy ngại với chị Nhiên lắm. Còn ngại cái gì? Em đã ở đây mà em còn ngại cái gì nữa? Chân của em đang bị thương chưa có lành, thì cứ nghỉ ngơi đi, nhờ Nhiên giúp giùm có sao đâu. Ừ, đúng rồi. Để em tắm cô Bin cho. Đâu có sao đâu. Đi tắm hai đứa. Dạ. Dạ. Anh này, cứ ngồi nghỉ đi. Anh. Ừ. Sao nay em uống rượu bổ vậy? Không được, bác sĩ dặn rồi, không được uống rượu bổ trong khi uống thuốc. Nếu như mà hai thứ đó vô á, nó sẽ quánh lộn với nhau, coi chừng mình tiêu á. Tiêu cái gì? Chẳng qua là bác sĩ hù anh thôi, chứ rượu em mua là rượu bổ nha, quý hiếm lắm đó. Chỗ quen biết người ta mới để cho mình, chứ đâu phải muốn mua là mua đâu. Nghe lời em, cứ uống rượu này chắc chắn sẽ khỏe lại liền hà. Anh đừng cần thuốc men gì hết á. Nè, em nói anh nghe nha, thuốc tây cũng có nhiều tác dụng phụ, không có tốt đâu. Nó giống như con dao hai lưỡi vậy đó. Uống nhiều thuốc tây vô á, nó hại gan hại thận luôn á. Vậy hả? Ừ, có khi còn đau bao tử nữa. Ghê hả? Dạ. Không, em nói điều này cũng có lý á. Chứ sao, em nói cái gì mà không có lý. Nè, uống đi. Uống không? Uống đi cho bổ anh. Đó. Thấy sao? Tăng cường thể lực, khỏe anh thì em mừng chứ có gì đâu. Dạ không? Ừ. Làm cái nữa đi. Dạ. Đó, uống đi. Nhưng mà bác sĩ nói rồi đó ngang. Ừ. Uống rượu bổ là không được uống thuốc á. Nó quýnh lộn á, quýnh lộn là mình chết á. Thấy khỏe không? Khỏe. À, quên nữa, hồi chiều luật sư có điện thoại cho em. Vậy hả? Nói giấy tờ là xong xuôi hết rồi. Ồ, nhanh thiệt lắm ha. Dạ.
có thật mày là một loài chim chung thủy không? Tại sao mày đã thoát khỏi chiếc lồng này rồi mà mày lại trở về? Mày không muốn được tự do bay nhảy hay sao? Tình yêu của mày lớn đến vậy sao? Thật là đáng khâm phục. Ngày nghỉ em cũng không được yên nữa. Cũng tại sếp Phú đi chơi với bồ mà lại nói dối với vợ là đi gặp đối tác. Cuối tuần em vẫn phải làm việc bình thường. Báo hại em phải lên công ty để canh chừng bà Hằng ghé kiểm tra. Đúng là mệt thiệt á. Thôi được rồi, ráng đi em. Không sao đâu, cười lên để một ngày thuận lợi hơn. Chứ biết làm sao bây giờ. Em đi làm nha. Em đi đi. Anh cần nói chuyện với em. Anh muốn nói chuyện với em ở đây hay là mình lên phòng nói chuyện? Em hãy sống lại đi. Em thay đổi quá nhiều rồi. Anh không ngờ được là tại sao em có thể đối xử với Bân như vậy. À, anh nói cái vụ mà em nhốt Bân trong toilet đó hả? Không nghe lời thì phải vậy thôi, có gì đâu mà anh phải bức xúc. Mà Bân nói cho anh nghe hả? Em à, Bân là em trai của anh mà, tại sao em làm như vậy? Anh đang muốn hỏi tội em đây. Hỏi tội em? Vậy anh tính làm gì? Anh muốn đuổi em đi hả? Nè, em nói cho anh biết nha, em đang mang giọt máu của anh trong người đó. Anh có giỏi thì anh đuổi em đi đi. Em thôi ngay cái kiểu nói chuyện ngang ngược đó đi. Được thôi. Nhưng với một điều kiện á, là anh phải đối xử tốt với hai mẹ con em. Còn nếu không á thì em sẽ không biết được em sẽ làm gì với anh Bân đâu. Rồi mọi chuyện muốn ra sao thì ra, em không có sợ gì hết á. Em nè, em nói cho anh nhớ, em đã dám lấy cái thằng em thiểu năng của anh để có thể về đây chung sống với anh thì không có việc gì mà em không dám làm đâu. Nếu mà anh không biết điều á thì em sẽ cho bà Tuệ biết. Rồi mọi chuyện này muốn ra sao thì ra, em không quan tâm nữa. Em đúng là cái đồ. Anh cảm thấy rất là hối hận, ngày xưa không nhìn ra bộ mặt thật của em. Giá cái của nợ về nhà đây. Anh à, đã là của nợ thì khó dứt lắm, cho nên á anh chấp nhận đi. Chiều nay á anh nên đi làm về sớm, trước lúc mà mẹ đi lễ về. Rồi em sẽ kêu Bân qua nhà hàng sớm chơi, lúc đó thì mình sẽ tha hồ mà tâm tình. Em nghĩ cái gì vậy hả? Dẹp đi, không bao giờ. Tùy anh thôi. Vậy thì em không biết em sẽ làm gì với Bân đâu.
rồi anh muốn ở cơ quan luôn cũng được. Vậy anh ha. Nhà bạn của tôi thì không có vấn đề gì, nhưng mà mẹ con tôi cứ nhờ vậy hoài, tôi ngại lắm. Bà coi có ai có nhu cầu mua lại miếng đất của tôi thì bà giới thiệu cho tôi nha. Tại vì nhà tôi cũng cháy rồi, mà tôi cũng không có tiền để xây sửa lại đâu, nên tôi định bán đi. Tội cho bà quá. Nhưng mà tôi nói thiệt á, nhà mà cháy là xui lắm, ít người nào quan tâm lắm, bà hiểu không? Ừ, tôi biết mà. Nhưng mà thôi, bà cố gắng giúp giùm tôi, miễn là có người mua là được rồi. Rẻ bao nhiêu tôi cũng phải cố bán. Tôi đang rất cần tiền để tìm chỗ ở mới, nên bà ráng cố giúp tôi nha. Có gì thì báo cho tôi biết. Tôi bây giờ chỉ đứng nạn có một chỗ à. Tôi chờ tin của bà đó. Ok, tôi sẽ cố gắng giúp bà. Bán nhà rồi, cô biết nương tựa vô đâu? Rồi sức khỏe của cô cũng chưa ổn định, cô cứ ở lại đây đi rồi từ từ tính tiếp. Thôi chị, chị cho em đi đi. Chị quá tốt với em, nên em không muốn làm phiền chị nữa. Chuyện gì ra chuyện đó. Hơn nữa, lỗi trong chuyện này cũng không hoàn toàn do cô. Nghe lời tôi, tạm thời thì cô cứ ở lại đây đi, không bàn nữa. Anh. Em xin lỗi. Coi như là hồi sáng em sai, được không? Anh đừng có giận em nữa nghe. Lúc này nhà không có ai hết, hay là mình vô trong vui vẻ chút nha. Nhưng đi mà anh em... Anh chiều em đi. Đi vô. Thôi, trong đi. Đi nè, mà nè, nè. Trời ơi. Em nhớ anh lắm. Về rồi hả con? Con chào mẹ. Mẹ.
Sao nhà cửa không có ai hết gì cả? Bân à, Bân. Để mình lên trên lầu coi có em con trển không nha. Dạ. Bân ơi, mẹ về rồi nè. Bân, Bân ơi. Ủa, nè con, chồng con bỏ quên điện thoại ở nhà nè. Ủa sao kỳ vậy? Con nhớ là sáng nay con bỏ vô giỏ sách cho ảnh rồi. Hay là trưa nay ảnh có về nhà? Để con qua hỏi Trâm nhà Bân xem sao. Trâm ơi, em Bân ơi. Chị, có gì không chị? Sáng giờ em có thấy anh Khương về nhà không? Dạ có. Trưa anh Khương có ghé về nhà một chút xíu. Rồi thằng Bân đâu rồi? Dạ, anh Bân lên cơn co giật. Anh Khương đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi. Cái gì? Nó lên cơn co giật hả? Dạ. Mà vì sao nó bị như vậy? Con không biết. Con không biết gì hết á. Đi vô bệnh viện. Vô bệnh viện liền đi. Thôi mẹ, em nó đang bầu bì, cũng không có tiện đâu. Con với mẹ đi được rồi. Nó là vợ thằng Bân, nó phải có trách nhiệm chứ. Đi thay đồ lẹ lên đi. Dạ. Trời ơi con ơi, bây giờ sao giờ con? Con với mẹ xuống dưới nhà đi đã. Alo. Dạ em chào chị. Tình hình sức khỏe chào của em. Chị mấy bữa nay sao rồi chị? Chị uống cao trăng của em thấy có tác dụng gì chưa? Đỡ đau lưng chưa chị? Đỡ nhiều lắm, cảm ơn em. Dạ vậy thì tốt rồi. Mà em cũng nói cho chị nghe nè, chị đừng có để cho chồng chị uống nhầm đó nha chưa. Anh mà uống vô là chân gối bất mãn luôn đó. Chị biết rồi. Uống nhiều sẽ có tác dụng phụ, qua mắt ù tai. Cao trăng này em mua tận ngoài Bắc lận. Trăng nó ngủ đông nên có tác dụng sinh lý ghê rồi, lắm. Biết chị biết mà. Anh mà có phát thèm, chị cũng đừng để cho anh uống nha. Em yên tâm, chị đã nghiên cứu cái này lâu lắm rồi, cho nên không có chuyện đó đâu ha. Dạ. Vậy nha, bữa khác gặp lại. Dạ, bye chị. Em hay anh. Ăn cơm luôn nha. Ăn đi. Trời đất ơi, có hai vợ chồng mà sao em bày đồ ăn gì nhiều quá vậy? Thì nấu cho anh nhiều mà em có tiếc gì đâu. Mà sao dạo này thấy anh ăn ít quá vậy? Ấy. Trước khi ăn á là uống miếng rượu vậy nè, ăn nó mới ngon. Rượu bổ của người ta. Ráng đi. Dạ. Vô. Ngon không? Phải công nhận nha. Anh phải công nhận một điều rằng anh là một người chồng có số hưởng. Không ngờ có một bà vợ quá chu đáo lo cho anh đến như vậy. Là anh quá hạnh phúc rồi. Trên đời này không ai như anh đó. Nhất. Uống đi, nói nhiều quá. Ngon không? Uống ly nữa nha. Qua, đi ăn cái đã. Ăn đã rồi uống. Ăn đi. Rồi lát uống ly nữa. Cái này uống càng nhiều càng bổ đó anh.